Đây là Cần Thơ, Bến Ninh Kiều. Rồi chuẩn bị chụp nha. Rồi rồi đi qua. Mình qua bển mình sắp hàng không? Qua bển mình sắp hàng, đứng trước của mấy người bằng áo trắng nè. Ờ đi tới đặng em mình đứng sắp hàng trước này nè. Thì đó, đây nó đi dài vô tới trổng luôn á. Từ đây nó đi dài vô tới trổng luôn á, đi diễu hành mà. Nó phải đoàn mà đi cặp lề nha, đi sát lề nha, đi sát lề nha. Chuẩn bị đó. Vô tới dưới luôn. Bây giờ mình đi xuống dưới mình đón. Để chú đi xuống dưới chú đón con nghe con. Rồi, bye cho bye con. Chuẩn bị đó, giờ mình đi xuống dưới mình đón. Như có mấy người nước ngoài đến đây họ chơi nữa này các bạn. Giờ này uống cà phê. Giống Phúc Mập quá vậy. Giống Phúc Mập quá. Ai không? Giống Phúc Mập quá. Ông Mỹ đó. Thôi. Đứng ngang đi, đứng ngang quay mặt lại. Đó vậy đẹp đó. Rồi chuẩn bị nha. Ai trống hết rồi.
Chụp hình không chụp bôi. Dừa Thái Lan, dừa Hawaii. Nó dừa nhập từ Hawaii hả con? Dừa Hawaii hả? Để cái lòng chảo nó chụp bôi hay bôi chơi. Đó, đây là cầu tình yêu của Cần Thơ đó các bạn. Cảnh này mình thấy hoài mà mình chưa có đi lên đây bao giờ. Còn mấy đứa nó đâu rồi? Nãy giờ đi qua táo bản chưa? Chưa. À, lên tới đây rồi hả? Wow, đẹp quá. Và selfie. Ồ, đẹp quá. Đẹp quá, đẹp quá. Rồi ở tôi ra. Hồi chiều mình qua cái cầu đó đó. Hồi chiều mình qua cái cầu đó đó nhớ không? Cái cầu đó cũng đẹp nữa đó. Đó cái cầu đó đó. Dạ, vô đứng đó, đứng hết mà. Còn mấy người kia đâu rồi? Út đâu rồi? Rồi, chuẩn bị chụp nha. Đây là mình đang đi trên cầu nha các bạn. Ồ, mẫu chân dài. Tự động tới 10 giây rồi mà lâu. Sao nó hết tự động rồi? Vậy hả? Ừ, cái cầu nó làm vòng quá đó ha. Nó làm hẹo qua chỗ này nè. Các bạn, cái này là mỗi một cái mô hình vậy là của một cái đơn vị. Cái này là phường Cái Khế nè các bạn. Đó, này là tượng trưng cho phường Cái Khế. Cần Thơ mát rồi. Nó dài 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 nó mấy cái mô hình luôn đó.
làm cái biểu tượng cho mỗi một cái công ty hoặc là một cái phường hay một cái xã gì đó của có chùa nữa chị. Có chùa nữa đó. Có dài dài đằng kia xa mình ta không thấy, không có thấy chữ. Bên đây nó cũng bán đồ rồi. Này không bằng, không vui lộn như bên kia. Đó, các bạn thấy bên này bán leo que. Bán chừng mình thấy cái gian hàng. Bán đồ nước. Bánh chắc là bánh, mua bánh đi con. À, bánh bò ngon lắm. Bánh là bánh nóng nè, bánh nóng nè. Mua bánh nóng không? Cái đó bánh gì ngổ vậy? Bánh tráng nướng kìa. Hả? Bánh nó giòn á. Ồ, cơm cháy chứ không phải bánh 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 xèo. Ôi giời, cơm cháy ngon quá. Cái cơm quẹ. Ủa sao màu đó đỏ đỏ vậy? Đỏ đỏ là phô mai. À, không không có cái này, cái tím tím này cái. Dạ, cái lá cẩm. Ờ, nếp gạo là ngâm lá cẩm hả? Ồ, đẹp quá. Ồ, thấy ngon quá. Dạ, cái này là 80 ngàn đi. Dạ, cái này cũng có 10 bằng giá. Giòn, thấy giòn ngon á. Cái này hình như con làm cái chảo. Dạ. Cái chảo này con mới làm được về phải không? Dạ đúng rồi. À, chảo nhôm. Chảo nhôm không khác. Lá cẩm. Lá dứa. Lá dứa. Con có làm, con có làm lá dừa không? Dạ con làm gấc nữa. Gấc là một cam mấy chú. Dạ vâng, cái dứa có bò. Dạ cái này là của người khách. Rồi, của khách. Ồ, bên đây chị bán cái gì? Đây bán bánh gì vậy chị? Bánh tráng lụi. Bánh tráng lụi. Bánh tráng lụi. Dạ bánh tráng lụi. À bánh tráng lụi. Dạ dạ. Ở trong ruột nó dạ, có cái gì? Nhân thịt. Ồ, bánh tráng lụi rồi mình dạ, quấn nhân thịt. Dạ. Bánh mèo với mà. À, hả? Dạ. Thấy con hơi bị ngon nè. Mình no quá. Quay bỏ lên YouTube quảng cáo cho chị nha. Dạ. Bánh tráng. Cái này là xăm nước dừa, xăm dừa nước. À, xăm dừa nước á hả? Dạ, xăm dừa nước nè. Dừa nước đây nè. Dạ. À, trái dừa nước á hả? Dạ, chặt dạ, ra dạ, mình lấy ruột á ha. Dạ. Ngon à. Dạ, hũ đó 70 cô. Có niết giá luôn á. Trong cái hũ quẹt có giá. Hủ gì hủ hủ có quẹt hả? Cái là hủ có quẹt mà ăn liền với nó thôi. Ừ. Ngon. Giòn, ngon. Hủ gì? Hủ có nghĩa là sao? Có nghĩa là cái này nè, phải tao cho cái hủ này luôn chứ đúng không? Dạ đúng rồi. Dạ đúng rồi. Dạ. Vậy, vậy chứ không có hủ. Để trong tủ lạnh mình ăn. Mình để trong tủ lạnh là từ 6 đến 12 tháng. Dạ. Không có hủ khô quẹt sao ăn? Con nói thòi tiền cái đằng kia, cái này hũ này 70 à con. Mình để trong tủ lạnh thì mình xài được 6 đến 12 tháng luôn. Dạ. Cái này mình tặng làm tặng quà tặng. Còn cái này cái gì? Dạ đây là cơm cháy chiên 35 cháy một bịch. Đó, cái này riêng đó hả? Dạ đúng rồi. Chứ không phải con chiên cái đó bỏ cho đây hả? Dạ không, cái này cơm cháy chiên. Những cháy chiên riêng. Rồi, đầu năm mới chúc con bán đắt. Mua mai bán đắt. Rồi, rồi, nhập ăn, gặp rồi, gặp rồi. Mua mai bán đắt, mua cắt bán đồng hai. Bán lai rai, bán tối ngày. Cảm ơn. Ngon không?
ăn không em bóc anh đẻ trên miếng coi thử. Ngon cả em làm không? Ở nhà cô cũng có làm nữa. Dạ. Cô có cái nồi cơm điện á. Dạ. Nấu cho nó cháy luôn. Dạ. Cái đăng chiên đó là 80 ngàn. Dạ, con trai thì con có cái con việt gia cho mình. Dạ. Được mặn, được mặn. Ở chỗ qua khỏi đây là con có một cái chi nhánh ngay cái chỗ mà ngã ba chỗ ẩm thực cũng ẩm thực á, con có ngay chỗ đó có một cái chi nhánh đó. Dạ. Cái đó là ăn thử hả? Trời ơi, ngon quá, ăn giống y như cơm trái khô quẹt vậy. Có cho ăn thử không? Rồi, qua luôn. Bánh nước bánh cuốn Ngọc Hân. Đây, qua gian hàng bên đây. À, các bạn coi rõ cái bản hiệu thương hiệu ha. Rồi vô giao lưu bên đây. Rồi chào qua bà chị. Vậy ha, cô Ngân là em phải không? Vậy là bán bánh nước ở đây. Rồi xin giới thiệu. Dạ, của mẹ truyền lại. Ăn thử miếng ha. Rồi các bạn bánh nước cô Ngân giới thiệu các bạn nha. Các bạn muốn ăn cái bánh nước mà ngon á thì đến địa chỉ này nha, coi kỹ nha. Đó, mình quay địa chỉ nè. Không biết ăn sao thì các bạn cứ việc liên hệ với cô Ngân. Bây giờ mình ăn thử cái coi nó làm sao. Con cho chú miếng nè. À, có đũa là ngoài ha. Cái này là mình chén mình để nấu hay gì đây? Dạ đúng rồi. Mình hấp cho bánh lại cho nó nóng. Dạ. Vậy dán mình cụm lại cho nó nóng. Rồi mấy cái này gia vị này mình làm nhà hay là dạ, mình mua? Rồi. Cái này là mấy của một cái lò uy tín. Dạ. Nó không có pha trộn đâu, quá chất hay là bột gì hết trơn á. Dạ. Dạ. Anh có thể ăn thử. Rồi rồi, để ăn thử, ăn chung chung cái trong cái hộp anh. Cứ chấm mình chan luôn nha. Chăng luôn. Dạ, luôn. Anh có thể ngồi bàn ăn nha. Dạ. Dạ dạ dạ. Qua đây qua đây, mời phái đoàn mình qua đây ăn thử này nè. Rồi để đi. Ăn thử ăn thử. Thôi. Em quay cho anh em đang ngon quá trời. Đồ thôi. Bánh bánh này bánh ướt. Bánh ướt, bánh nước chả. Chả. Nem. Mà chú ghé đi qua đi lại cháu con em ơi. Cái bánh nướng này cô ăn có vẻ hơi đặc biệt. Nó dẻo mà nó dẻo cái dạng dẻo rất là mềm mại chứ không phải là dẻo mà cái kiểu dẻo cứng. Nó dẻo rất là mềm mại. Cái này mình làm từ bột gạo không đó. Dạ. Cái này có nghĩa là chị lọc qua nhiều nhiều lần là cho nên nó mới dẻo dữ. Dạ. Phải không? Dạ đúng rồi. Này bắt đầu là từ cái bà này nè. Cái hồi xe là người thủ công là cái gì hết nước nhà trái gì đó thủ công nghệ chả qua nước rồi chị em ăn cái gì chứ mà anh chị dán thử dùng là dán nước cho anh chị. Đó, ăn có thử cái chả nè. Ở đây là tụi em nó không, nó quá chất. Ừ. Tự giá thực phẩm, giá rồi bình thường bán ở đâu? Dạ em bán ở số 5 Nguyễn Trãi, em bán còn lại đường. Còn cái này sản xuất là bà ba bán cho nhà hàng có đủ thứ chơi chắc chắn chứ. Hồi xưa là em là gánh bán á, gánh cũng gánh gánh các em thì còn lên xe gia truyền á, gia truyền à, gia truyền chị nữa dạ.
Chị ăn những gì em? Cái rau rất là giòn. Cái rau này á, là ở nhà làm sắc luôn. Dạ, đúng rồi, giá sắc luôn. À, sắc nhuyễn nhưng mà ăn rất là giòn. Dạ. Cái đó dưa leo hả? Hả? Dạ. Dưa leo. Không phải là em cho ăn giới thiệu mà để quảng cáo không có thiệt. Đi đi chờ đi để hả? Ơi đi đi. Chị ăn một đũa thử với anh chị. Quẹo cái đường đó xuống rồi đi đâu? Đũa này em cũng đủ một lần rồi lại luôn. Đúng rồi. Sao không? Sao không? Mời anh chị ghé tham quan những cái cây vậy bánh cuốn thì chị xuống đó cây quẹo cái đó. Đi làm nó giờ anh ăn ăn còn đúng mới đang rồi no cho lắm mà ăn cảm thấy còn ngon. Em ăn không nổi anh ăn đi. Ừ được anh thôi mình đi. Bây giờ xin phép mình cuốn này lại để lên xe lát ăn. Nãy vô ăn bánh xèo bảy tới bởi vì tôm lum bây giờ đỡ tiền hả? Như vậy hả? Đỡ tốn nhiêu tiền vậy mà mình ăn thử rồi. Nhiêu tiền vậy? Dạ không, em cảm ơn nhiều nha. Rồi vậy đi. Chú quảng cáo nha. Rồi rồi, có đi qua Cần Thơ là số 5 Nguyễn Trãi. Dạ đúng rồi, số 5 Nguyễn Trãi. Phường Tân An, quận Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ. Các bạn nào muốn liên hệ thì số điện thoại. Dạ, em đọc số điện thoại trên cái hộp luôn. Em đọc luôn đi cho người ta nghe. Số điện thoại của em là 0813120202. Rồi, rồi, rồi. Rồi. Rồi, giới chú giới thiệu các bạn nào có ăn tới đó. Sang năm mới. Rồi. Bán đắt hoài 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 luôn. Phát tài luôn. Phát tài luôn. Cảm ơn nha. Nè, quên nói này nữa. Vô kênh của anh Thanh Triều nha. Kênh YouTube này là Thanh Triều. Em lấy điện thoại em đánh liền vô đây để về coi nữa. Em để cái điện thoại của em hả? Em chị qua đây. Rồi, rồi. Em có nhớ không? Em nhớ không? Em bán nữa. Vậy hả? Dạ, cái điện thoại nãy em để bên quán. À, Thanh Kiều. Anh ơi, cho em xin số điện thoại nhân viên YouTube. Con vô YouTube đi. Thông Kiều, Thanh. Thanh. Rồi các bạn. Chữ Kiều T R I D. Không phải nhưng chữ K rồi, chữ T. À, R I D. Rồi Thanh Kiều. Đó, đó không giấu đúng rồi vô đây. Đó đây nè. Nè, cô chú nè. Rồi, mình đăng ký này nè, bỏ video này lên rồi. À, cái này là YouTube. Mà Facebook cũng tên, Facebook cũng tên đây vậy luôn. À, rồi về bỏ video này lên quảng cáo cho em luôn. 30 mấy ngàn qua chụp ra rồi đó. Cảm ơn chú. Bye rồi nha. Ủa cái đường này còn đi nữa ha? Hả? Vậy hả? Ngồi nhà rộng quá ha. Hả? Rồi. Cái này nhớ hồi xưa thằng gì nó mời mình lại đây ăn lần nhớ không? Cái thằng ở thằng gì nhà mà bà con chánh á. Hôm nay mà ăn dữ hả? Anh chịu ăn hết nó tặng nguyên hộp á. Nguyên hộp luôn. Chừng ngã nước mắm anh cầm lên. Ngã rồi. Cái bánh này nó làm ăn ngộ lắm. Dẻo luôn á. Dẻo mà nó. Đó mua con trái đem ra đây phân phối. Út. Dạ tranh thủ chơi với bển nè. Rồi vậy thôi đi chơi đi. Ngon lắm, ngon lắm. Đây. Đi để vậy á hả? 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 Dạ. Hả? 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 Hả?
Rồi, tạm biệt qua xứ nhà nàng, mình đi ra khỏi nhà hàng qua xứ nha các bạn. Đây, Cần Thơ, mình lên xe, mình đi về dài về nhà nữa các bạn. Đó, giờ mình, gia đình mình đi chơi hôm nay ha. Bây giờ các bạn xem chơi. Ủa, ai đưa vậy ta? Hả? Biệt vườn ở đâu? Chạy, ờ, thiếu rồi, trở lại đi. Quẹo lại cái chơi, nhìn vô cái vườn đi. Biệt vườn là cái nào đâu? Đây, sắc xuân biệt vườn. Trời ơi, bởi vậy. Trong kìa, giống màu quả thiệt. Vô hả? Ừ, đẹp mà không. Ờ, chạy ngoài thôi. Chị nhìn thôi. Ừ. Vậy thôi đó hả? Ờ, vậy thôi đó. Bây giờ mẹ mai vườn theo. À, chạy. Cái bùn pin này xấu quá. Bùn pin này làm cái gì mà quay vòng vòng thấy không đẹp gì hết trơn. Bên ngay công viên Lưu Hữu Phước. Lưu Hữu Phước ở đây hả? Bên đây phải anh chịu. Ờ. Ờ, đây công viên Lưu Hữu Phước này. Nè, ghép đậu đèn đỏ cho ông quay đã đi. Cái này mà quay vậy là bển ông nội bà nội bánh bao với khoa đồ nhớ Cần Thơ lắm á. Đó, anh quay với chữ công viên Lưu Hữu Phước là ổng lúc ở đây là đang ở Cần Thơ. Ở Chi Bố Cần Thơ. Thấy phim này dám mua mà mua giá bài gì liền lắm.